Biểu tượng của những vị thần uy lực nhất được người Aztec và người Maya thờ phụng mang hình rắn chuông. Những vị thần rắn này đóng vai trò trung gian giữa cõi dương và cõi âm. Quả đúng là giữa rắn chuông với cái chết có mối liên hệ gần gũi. Có nguồn gốc từ châu Mỹ, 42 loài rắn chuông được con người biết tới sinh sống từ British Columbia đến Argentina. Chúng có thể dài từ 30cm đến 2m4. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, nhưng đa số là ở các bình nguyên trống trải, nơi chúng có thể nằm phơi nắng, ẩn náu khỏi các loài săn mồi. Những con mồi yêu thích của chúng là chim, thằn lằn và động vật gặm nhấm. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ âm thanh cảnh báo chúng phát ra ở phía cuối đuôi, nghe như tiếng chuông kêu. Sóc đất và rắn vua, những loài miễn nhiễm với nọc độc của nó, chẳng quan tâm đến lời cảnh báo này. Nhưng loài rắn chuông nổi tiếng không chỉ vì cái đuôi của chúng. Chúng là nguyên nhân hàng đầu của các vụ rắn cắn ở Bắc Mỹ. Mặc dù thế, hiếm khi rắn chuông cắn, trừ khi bị khiêu khích. Khi đi săn, chúng sẽ kiên nhẫn đợi con mồi hoặc đi tìm kiếm chúng trong những chiếc hang. Thay vì siết chặt con mồi như nhiều loài rắn khác, rắn chuông sẽ tấn công trong vòng nửa giây, tiêm nọc độc vào con mồi. Rắn chuông đưa nọc độc vào con mồi qua các răng nanh nối với các ống dẫn. Các ống dẫn này lại nối với các tuyến ở rìa ngoài của hàm trên gần gáy của chúng. Khi chúng cắn, các cơ xung quanh các tuyến này co lại, ép nọc độc đi tới các răng nanh. Khi không sử dụng, các răng nanh thu lại ở trong vỏ miệng. Khi sinh ra, rắn chuông đã có nọc độc và răng nanh phát triển đầy đủ. Hầu hết các loài đều có thể kiểm soát lượng nọc độc chúng tiết ra. Nọc độc này sẽ phá hủy mô và ngăn không cho máu đông lại. Bị rắn chuông cắn có thể gây liệt nặng. Rắn càng già thì càng có nhiều chất độc. Sau khi bị cắn, con mồi không chết ngay mà dường như có thể trốn thoát. Nhưng chẳng bao lâu, chất độc sẽ phát tác. Nhờ mùi hương,
rắn chuông sẽ lần theo con mồi cho đến khi con mồi chết. Dùng lưỡi và mũi, rắn chuông sẽ định vị được đầu của con mồi và nuốt cả con mồi. Dịch tiêu hóa của rắn chuông rất khủng khiếp. Nó có thể phân hủy thịt, xương, lông và mọi thứ. Nếu con mồi nhỏ, con rắn sẽ tiếp tục đi săn. Nhưng nếu con mồi đủ lớn, nó sẽ tìm một nơi an toàn và ấm áp để nghỉ ngơi và tiêu hóa con mồi, đợi đến lần đi săn tiếp theo.